Quý vị thân mến, hội thi chó giống quốc tế 2023 được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17 tháng 12 tại nhà thi đấu thể thao quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh với hơn 300 con chó trong và ngoài nước tham gia và hơn 1.000 người tham dự đến từ nhiều lĩnh vực. Cuộc thi nhằm tôn vinh, bảo tồn các giống chó đẹp bản địa của Việt Nam như chó Phú Quốc, chó Hơ Mông cộc đuôi, chó Bắc Hà. Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu các giống chó đẹp quốc tế Samoy, Pomeranian, Bull Pháp, Bichon Ray, Akita, Shiba Inu. Ban giám khảo là những nhà nhân giống nổi tiếng đến từ Ý, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc và Philippines. Được biết, cuộc thi được tài trợ bởi Smart Heart, thương hiệu thức ăn cho thú cưng uy tín đến từ Thái Lan với hơn 20 năm kinh nghiệm. Chúng tôi muốn tôn vinh và bảo tồn vẻ đẹp thuần chủng của các giống chó bản địa Việt Nam như chó Phú Quốc, chó Hờ Mông cọc đuôi và chó Bắc Hà. Bên cạnh đó thì chúng ta tổ chức hội thi để cho các trại giống Việt Nam có cơ hội để giao lưu, học hỏi, cọ sát với các nhà nhân giống của quốc tế như là Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia để cải thiện chất lượng nguồn gen, có thể xuất khẩu những con giống đẹp của Việt Nam sang nước ngoài. Ngoài ra, Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam còn kết hợp với Modern Crummers Club tổ chức cuộc thi cắt tỉa tạo kiểu lông trên cuốn cưng với gần 100 thí sinh đến từ những best spa nổi tiếng trong và ngoài nước. Định hướng của Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam thì chúng tôi sẽ cố gắng năm 2024, chúng tôi sẽ đưa các chương trình dog show này mở rộng hơn ở các tỉnh thành khác ở trong nước, ví dụ như là ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Và một số thành phố lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng để quảng bá cho cộng đồng yêu thú cưng mở rộng hơn nữa cái sân chơi chuyên nghiệp này. Hội thi là cơ hội giao lưu cọ sát với những nhà nhân giống nổi tiếng đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia về cách chăm sóc, huấn luyện và chọn lọc nguồn gen, bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng con giống.